cao đẳng FPT cơ sở quận 12 gồm 3 tòa nhà, tòa F, tòa P và tòa T, nằm trong khuôn viên khu công viên phần mềm Quang Trung, một công viên phần mềm mang tầm vóc công nghệ hướng đến hình mẫu về đô thị xanh thông minh, nơi tập trung đông đảo các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với rất nhiều cây xanh bao phủ, không khí thoáng đãng, là địa điểm lý tưởng để làm việc và học tập. Tòa F được bao quanh bởi những tán cây xanh mát, không khí trong lành và mát mẻ sẽ gây ấn tượng cho các bạn sinh viên khi lần đầu đến. Phòng học sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại, điều hòa 24/24. Đây là nơi các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin được đào tạo từ A tới Z như thiết kế đồ họa, lập trình web, ứng dụng phần mềm. Phòng trưng bày là nơi tập hợp các tác phẩm đẹp nhất của các bạn sinh viên. Đây là nơi cho các bạn tự học nhóm và làm bài tập cùng nhau. Những tác phẩm xuất sắc được treo khắp các hành lang. Các bạn sinh viên có thể đến phòng studio để chụp sản phẩm hoặc chụp những tấm ảnh mong muốn tại đây, có đèn, phông xanh và tất nhiên là chúng hoàn toàn miễn phí. Căng tin rộng rãi, các món ăn và đồ uống đa dạng cho các bạn tha hồ lựa chọn. Tòa P với trang thiết bị hiện đại là nơi đào tạo sinh viên các ngành học như tự động hóa, công nghệ kỹ thuật, cơ khí. Các bạn đến thư viện để nghỉ ngơi, học nhóm và trao đổi kiến thức cần thiết với bạn bè. Ngoài làm việc với máy tính, các bạn sinh viên cũng sẽ được học võ để đảm bảo sức khỏe và thể chất. Hai sân bóng cạnh tòa P vừa là nơi dành cho các bạn đam mê thể thao, vừa là nơi tổ chức các sự kiện ngoài trời hấp dẫn. Tòa thi dự kiến sẽ sớm đón các bạn sinh viên vào học. Cùng chờ đón nhé!